Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chương trình quảng cáo kiếm cháo của mình các bạn nhé Để chào đón tân sinh viên thì CDK Deal có một cái chương trình khuyến mãi rất lớn Giảm giá lên 30% với cái tên gọi là Back to School các bạn nhé Để giảm giá cái bộ phần mềm dùng cho học tập như là Windows 10 này, Office này Và rất là nhiều phần mềm khác ở phía dưới này các bạn nhé Với cái mức giảm giá 30% và kéo dài từ ngày mùng 6 tháng 8 đến 30 tháng 9 Hết cái thời hạn trên thì sẽ trở về cái mức khuyến mại là giảm giá là 25% cho các bộ phần mềm Windows và Office như này các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem về cái mức giảm giá từ 21 đô này chúng ta sẽ xuống còn 15 đô các bạn nhá. Các bạn gõ cái mã giảm giá là PCG30. À các bạn ấn apply cái thì ở đây nó sẽ từ 21 đô xuống còn 15 đô đấy các bạn giảm hẳn 6,44 đô. Đây là phần mềm về Windows 10 bản quyền các bạn nhá. Còn với Office thì cũng tương tự như vậy. Các bạn nhấn vào phần Office 2016 này Sau đó các bạn nhập cái mã giảm giá là PCG30 đó, Các bạn lại ấn apply cái này Nó sẽ giảm giá xuống Đấy giảm giá hẳn 10 đô luôn Còn 24 đô cho phần mềm Office 2016 các bạn nhé Thì đấy là những cái bộ phần mềm mà chúng ta hay dùng để học tập nhất Ngoài ra còn rất là nhiều phần mềm khác này Các bạn có thể chọn mua theo cái nhu cầu của mình Kéo, cái thời các bạn nhớ là cái thời gian kéo dài từ ngày mùng 6 tháng 8 đến ngày mùng 3 tháng 9 các bạn nhé và bây giờ mình sẽ thử mua cho các bạn cái phần đầu Cái phần mềm Windows 10 bản quyền này Đấy. Thì các bạn à, vào trong web CDK này Tạo tài khoản như lần trước ấy Sau các bạn chọn này Sau đó các bạn nhập cái mã giảm giá là PCG30 Các bạn ấn apply này đó, nó giảm giá xuống cho các bạn ấn cái Smith Order đây à. Đấy, Để đồng ý đặt hàng các bạn nhé Sau đó thì các bạn có thể thanh toán bằng à, các cái đơn vị thanh toán kiểu như là PayPal Visa này visa là paypal này, đấy. Sau các bạn uh, chọn những cái đơn vị nào mà các bạn có thì có thể thanh toán được thì các bạn chọn, cho mình chọn paypal này, xong các bạn ấn vào paypal này. đấy, các bạn chờ một lát nhé, nó sẽ chuyển sang đó. Sau khi thanh toán xong thì bên trang web sẽ báo là các bạn đã thanh toán thành công và các bạn chờ một thời gian để người ta gửi cái kỳ về thì các bạn ấn vào cái u center này để trở lại cái tài khoản của các bạn. Đấy. các bạn chờ một lát thì người ta sẽ gửi cho các bạn cái kỳ đây. Đó, sau khi các bạn thanh toán xong thì bên trang web sẽ gửi cho các bạn một cái key này. Các bạn ấn vào phần view key code này Đấy, sau đó các bạn ấn vào phần get the key này Đấy, thì trang web sẽ hiển thị cho các bạn cái key này. Các bạn chỉ việc copy cái key này Đấy. Và vào cái phần kích đặt Windows 10 này Đấy. Các bạn paste nó vào là sẽ các bạn sẽ có Windows 10 bản quyền như này các bạn nhé đây là một cái chương trình khuyến mãi rất lớn trong năm của CDK Deal Back to School để chào mừng tân sinh viên các bạn nhé. Các bạn có một cái thời gian rất là dài từ ngày mùng 6 tháng 8 đến mùng 3 tháng 9 để mua các cái phần mềm cần thiết để các bạn phục vụ học tập. Nói chung là rất là rẻ và cái trang web này thì mình cũng đã làm việc khá là lâu đến thời gian bây giờ là phải hơn một năm rồi nên là cũng khá là uy tín luôn các bạn nhé. Rồi xin cảm ơn các bạn hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào hẹn gặp lại.